Chào mừng bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Sú, sáng lập của Appintel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với bạn những điều cơ bản về giày da. Nếu như bạn đã biết rành về giày da thì cái video này không dành cho bạn. Còn nếu như bạn chưa biết gì về thế giới tuyệt vời này thì hãy thưởng thức. Tại sao dùng giày da? Thỉnh thoảng vài lần trong năm, bạn sẽ tham gia một sự kiện quan trọng, có thể là đám cưới, đám ma hoặc là một hội thảo nào đó. Hoặc bạn có một công việc văn phòng, trong trường hợp này bạn cần mặc trang phục công sở. Trong hệ thống Âu phục, điều đó có nghĩa là bạn phải mang giày da. Kết thúc câu chuyện. Bên cạnh đó, mang giày da trong đời sống thường ngày cũng là một ý hay. Giày da gửi thông điệp cho người đối diện rằng bạn là một người trưởng thành, có trách nhiệm quan tâm đến giá trị truyền thống. Mặt khác, giày bốt da lại gửi đến thông điệp rằng bạn sống một cuộc sống phiêu lưu, sẵn sàng phá vỡ các quy tắc. Một số cô gái lại thích điều đó. Dù thế nào chăng nữa, giày da tạo ra điểm nhấn, điểm nổi bật cho trang phục của bạn, giúp nó trở nên hoàn thiện. Các loại da rẻ tiền nhất là da giả hoặc là da tách lớp với lớp phủ nhựa ở phía trên. Đáng buồn là loại da này lại là phổ biến nhất hiện nay làm giày da. Loại da tốt hơn nó là da lộn, là da tách lớp mà không che phủ bề mặt. Nó có một lớp bụi bặm trần trụi độc đáo nhưng không chịu được thời tiết ẩm. Loại da tốt nhất là loại da bề mặt, chính là lớp da trên cùng của tấm da khi qua quy trình sản xuất. Tùy theo bề mặt da có phủ thêm lớp bảo vệ hay không mà ta lần lượt có da anodized, semi-anodized, da patent. Lớp bảo vệ càng dày, da càng chịu được thời tiết tốt, nhưng nó trông ít tự nhiên hơn và gần giống nhựa hơn. Quy tắc là bạn nên mua da mắc nhất có thể bạn có thể mua được và chăm sóc kỹ nó, bạn sẽ tận hưởng giày mình nhiều hơn. Màu sắc giày. Màu sắc trang trọng nhất của giày là đen, kế đến là nâu đậm. Sau đó, mọi màu sắc đều được coi là không trang trọng. Với giày da đầu tiên bạn mua, bạn nên chọn màu nâu đậm, sau đó là vàng bò hoặc trắng. Bạn sẽ dùng được những màu giày này nhiều nhất nếu bạn thường xuyên tham dự các sự kiện quan trọng. Bạn nên có thêm một đôi giày đen. Nếu bạn có điều kiện, bạn có thể thử thêm giày patina, giày nhiều màu. Giày có màu không phổ biến như xanh dương, đỏ, xanh lá, cam. Tùy giày chỉ chiếm chưa đến 5% diện tích trang phục, nó thường là phụ kiện đầu tiên được chú ý và khen ngợi. Do đó, đầu tư cho giày luôn là một đầu tư sáng suốt. Cấu trúc đế giày. Đế giày có thể được dán, ép nhiệt hoặc khâu vào phần trên của giày. Đế giày dán và ép nhiệt thường được tìm thấy ở giày thể thao, quân đội, giày dã ngoại hoặc đơn giản là giày rẻ tiền. Đế loại này thường là rẻ tiền, dẻo nhưng không bền. Với giày khâu đế, các loại đế phổ biến nhất là đế khâu Goodyear, Black và đế cấp. Đế Goodyear và Black thường được tìm thấy trong các đôi giày da truyền thống, có thể được thay thế đế và sử dụng trong nhiều năm. Đế giày cấp thường được dùng tìm thấy trong các đôi giày sneaker da chất lượng cao, cũng rất bền, tuy nhiên thường không thay thế được. Đôi giày đáng đồng tiền bát gạo nhất là giày khâu đế như Goodyear, Black và cấp. Loại giày và độ trang trọng của giày. Để phân biệt được độ trang trọng của giày, bạn chỉ cần chú ý giày càng thiết kế đơn giản, da càng trơn thì giày càng trang trọng. Xét theo thứ tự trang trọng của giày giảm dần, ta có giày Opera Prom, giày nguyên tấm, giày Oxford, giày Derby, giày lười, bốt Chelsea, các loại giày đục lỗ, giày bốt, giày sneaker da. Hiện nay với quá trình giảm dần trang trọng của trang phục nam, bạn có thể mang hầu hết các loại giày da vào trang phục công sở và đời thường, miễn là nó không quá trang trọng. Vậy nên bạn cứ việc chọn và suy nghĩ về đôi giày mình yêu thích của mình, bầu trời không phải là giới hạn. Đón gót giày và kỹ thuật thắt giày dây nhanh. Giày da thường vừa khít hơn giày thể thao. Nếu bạn chưa từng mang giày da bao giờ thì nó sẽ phải cần một thời gian để làm quen. Vì giày da vừa khít hơn cho nên bạn khó mang giày da bằng tay không được. Bạn cần một công cụ như thế này, gọi là shoehorn. Đón gót giày. Bạn sử dụng nó bằng cách là đưa chân vào giày như thế này. Xong đó dùng shoehorn để vào gót giày và đẩy lên, kéo ra ngoài và sau đó mặc cột dây này. Tất cả. Hoặc là nếu bạn không thích dùng shoehorn thì bạn có thể dùng kiểu thắt lưng dây giày kiểu bộ đội,
đó là mình mở rộng cái khoang ngang viền của giày ra như thế này, để chân vào và luồn chân vào và cột dây giày. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách cột dây giày bộ đội này trong một video khác. Luân chuyển sử dụng giày. Vì giày da thường hút mồ hôi chân, bạn nên để cho giày khô và thoát hơi sau một ngày sử dụng để giày được dùng được lâu. Nếu bạn mang giày da hàng ngày, bạn nên có ít nhất 2 đôi giày để luân chuyển. Bạn sẽ có một đôi để mang và một đôi chờ khô. Nếu bạn dùng giày da ở nơi mưa nhiều, bạn có nên có ít nhất 3 đến 5 đôi giày để luân chuyển vì giày hay bị ướt hơn. Tóm lại, bạn càng có nhiều giày để luân chuyển thì tuổi thọ của giày càng cao. Làm giày ít nhanh. Khi bạn đi giày da, giày sẽ bị co giãn khiến nó bị nhanh. Có nhiều kỹ thuật làm giảm độ nhanh của giày da theo cách mình dùng là sutri. Đây là cách đơn giản nhất và ít tốn công nhất để chống giày nhanh. Nhưng dù bạn chăm sóc giày thế nào thì giày da vẫn sẽ bị nhanh. Bạn nên coi đó là một vẻ đẹp của đồ da, một phần tất yếu tạo nên nét cuốn hút của nó. Chăm sóc đồ giả da. Nếu giày bạn làm từ da giả, bạn chỉ có thể lau chùi nó thường xuyên và giữ giày ở nơi khô ráo và thoáng mát. Nhựa làm da giả thường không bền bằng nhựa sợi thông thường, ví dụ như nylon. Qua thời gian, da giả sẽ bị giòn và nứt, bạn không thể làm gì khác ngoài vứt nó đi. Chăm sóc da lộn. Da lộn là một trong những loại da mong manh hơn, nó khô và không thể chịu được nước. Bạn không nên mang giày da lộn trong trời mưa hay mùa đông. Nếu giày bạn bị ướt, bạn nên lau khô giày bằng giấy, sau đó phơi khô tự nhiên. Quá trình này đảm bảo giày bao gồm chà sạch giày sau khi sử dụng. Đồng thời, mỗi tháng một lần bạn nên xịt giày bằng dung dịch chống thấm nước cho da lộn. Gôm tẩy cho da lộn cũng khá hữu dụng khi dùng cho các vết ố bẩn. Nếu giày bạn bị dơ thì bạn nên dùng càng sớm càng tốt. Dần dần, giày da lộn sẽ bị nứt vì nó không có dầu và chất béo để làm ướt da. Nhưng khi nó còn dùng được, đó là một loại da đẹp. Chăm sóc da trơn. Da trơn trên thị trường có một số kiểu thuộc da và chất liệu da. Nếu bạn có da sáp, đó là da thuộc chrome và được nhúng trong dầu và sáp. Quy trình bảo quản giày khá đơn giản, chỉ bao gồm gọt sạch giày. Nếu bạn có da thuộc thảo mộc hoặc da thuộc chrome không sáp, quy trình bảo quản có 3 phần: giữ giày sạch, ướt và bọc sáp. Làm giày sạch bao gồm chùi sạch giày bằng bàn chải lông hoặc khăn ướt. Cá nhân mình thích khăn ướt hơn vì nó lau sạch hơn. Làm ướt da có nghĩa là thỉnh thoảng bạn sẽ bôi dầu dưỡng da cho giày, có thể mỗi tháng một lần hoặc lâu hơn, tùy vào thời tiết bạn nơi bạn sống. Bọc sáp là công đoạn cuối cùng của chu trình chăm sóc giày, thường gọi là đánh giày. Bước này chỉ giúp tăng vẻ đẹp thẩm mỹ cho giày. Tùy theo sở thích của bạn mà bạn có thể đánh bóng giày như gương, bóng mờ hoặc không bóng. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết trong một video khác. Chăm sóc giày patent. Đây là loại da dễ chăm sóc nhất. Bạn chỉ việc lau sạch giày và giữ giày ở nơi khô thoáng mát. Nó sẽ giúp giày tồn tại rất lâu. Nhưng da patent là loại da khó sửa chữa. Nếu giày bị xước nhẹ, bạn có thể đánh bóng che vết xước. Nếu giày bị xước nhiều, bạn nên mang giày đến chuyên gia. Đây là một loại da có thể nói là được ăn cả ngã về không. Qua video của ngày hôm nay, mình hy vọng bạn đã có được một kiến thức cơ bản về giày da và cách bắt đầu với nó. Và bạn biết cái thứ gì đi tốt nhất với giày da của bạn không? Thắt lưng của Aventail. Thắt lưng của Aventail là một thắt lưng không lỗ, nó điều chỉnh được độ dài thượng hạng, là bằng da bò thuộc thảo mộc. Bạn có thể kiểm coi video hướng dẫn giới thiệu cái thắt lưng này trong description và shop của mình ở dưới description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.